Đức Giê-xu xuống thuyền băng qua hồ trở về thành của mình. Người ta liền khiêng đến cho người một kẻ bại liệt nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-xu bảo người bại liệt: Này con, cứ yên tâm, con đã được tha tội rồi. Có mấy kinh sư nghĩ bụng rằng: Ông này nói phạm thượng. Nhưng Đức Giê-xu biết ý nghĩ của họ, liền nói: Sao các ông lại nghĩ xấu trong bụng như vậy? Trong hai điều, một là bảo con đã được tha tội rồi, hai là bảo đứng dậy mà đi, điều nào dễ hơn? Vậy để các ông biết, ở dưới đất này con người có quyền tha tội. Bây giờ Đức Giê-xu bảo người bại liệt: Đứng dậy, giác giường đi về nhà. Người bại liệt đứng dậy đi về nhà. Thấy vậy, dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người được quyền năng như thế. Bỏ nơi ấy, Đức Giê-xu đi ngang qua trạm thu thuế thì thấy một người tên là Ma-thêu đang ngồi tại trạm. Người bảo ông: Anh hãy theo tôi. Ông đứng dậy đi theo người. Khi Đức Giê-xu đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và tội lỗi kéo đến cùng ăn với người và các môn đệ. Thấy vậy, những người Pha-ri-sêu nói với các môn đệ người rằng: Sao thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi như vậy? Nghe thấy thế, Đức Giê-xu nói: Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này: Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi. Bấy giờ các môn đệ ông Gioan tiến lại hỏi Đức Giê-xu rằng: Tại sao chúng tôi và các người Pha-ri-sêu ăn chay mà môn đệ ông lại không ăn chay? Đức Giê-xu trả lời: Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc khi chàng rể còn ở với họ? Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bây giờ họ mới ăn chay. Chẳng ai lấy vải mới mà vá áo cũ, vì miếng vá mới sẽ co lại, khiến áo rách lại càng rách thêm. Người ta cũng không đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy bầu sẽ bị nứt. Rượu chảy ra và bầu cũng hư, nhưng rượu mới thì đổ vào bầu mới, thế là giữ được cả hai. Người còn đang nói với họ như thế thì bỗng một vị thủ lãnh đến gần bái lạy người và nói: Cô gái tôi vừa mới chết, nhưng xin ngài nên đặt tay lên cháu là nó sẽ sống. Đức Giê-xu đứng dậy đi theo ông ấy, và các môn đệ cũng đi với người. Bỗng một người đàn bà bị rong huyết đã 12 năm tiến đến phía sau người và sờ vào tua áo của người. Vì bà nghĩ bụng: Tôi chỉ cần sờ được vào áo của người thôi là sẽ được cứu. Đức Giê-xu quay lại thấy bà thì nói: Này con, cứ yên tâm, lòng tin của con đã cứu chữa con. Và ngay từ giờ ấy, bà được cứu chữa.
Đức Giêsu đến nhà viên thủ lãnh, thấy phường kèn và đám đông xôn xao, người nói: "Lùi ra, con bé có chết đâu, nó ngủ đấy." Nhưng họ chế nhạo người. Khi đám đông bị đuổi ra rồi, thì người đi vào, cầm lấy tay con bé, nó liền trỗi dậy. Và tin ấy đồn ra khắp cả vùng. Đang khi Đức Giêsu ra khỏi nơi đó, thì có hai người mù đi theo kêu lên rằng: "Lạy con vua David, xin thương xót chúng tôi." Khi Đức Giêsu về tới nhà, thì hai người mù ấy tiến lại gần. Người nói với họ: "Các anh có tin là tôi làm được điều ấy không?" Họ đáp: "Thưa Ngài, chúng tôi tin." Bấy giờ, người sờ vào mắt họ và nói: "Các anh tin thế nào thì được như vậy." Mắt họ liền mở ra. Người nghiêm giọng bảo họ: "Coi chừng, đừng cho ai biết." Nhưng vừa ra khỏi đó, họ đã nói về người trong khắp cả vùng. Họ vừa đi ra thì người ta đem đến cho Đức Giêsu một người câm bị quỷ ám. Khi quỷ bị trục xuất rồi, thì người câm nói được. Dân chúng kinh ngạc nói rằng: "Ở Israel chưa hề thấy thế bao giờ." Nhưng người Pha-ri-sêu lại bảo: "Ông ấy vừa thấy quỷ dương mà trừ quỷ." Đức Giêsu đi khắp các thành thị làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng tin mừng nước trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. Bấy giờ, người nói với môn đệ rằng: "Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.